nối phần trước Toriko đã đến phục hồi quốc tìm sư phụ của Tepi để nhờ ông ấy chữa trị cánh tay trái còn Komatsu cũng thành công tìm ra công thức chính xác của món súp tẩm đớ khiến mọi người phê quên lối về món súp ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ đã giúp cho thực lực của Toriko đạt đến một tầm cao mới chỉ với một đấm đã cho tảng đá khổng lồ bay màu để tiếp tục rèn luyện thân thể anh đã quyết định tiến vào thế giới Gomet nghe đồn thế giới Gomet được coi là một thiên đường ẩm thực nhưng cũng có người nói nó là một địa ngục không chỉ thời tiết khí hậu vô cùng khắc nghiệt mà những loài quái thú ở đó cũng cực kỳ hung dữ. Trên thế giới chỉ có duy nhất một thợ săn ẩm thực may mắn sống sót trở về sau khi tiến vào thế giới Gomet. Chính vì độ nguy hiểm của nó nên thế giới Gomet đã bị cách ly hoàn toàn với thế giới loài người. Nó còn được xem như là cánh cửa địa ngục một khi đã tiến vào thì sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Trong quá khứ Sunny từng cố gắng tiến vào thế giới Gomet và hậu quả là suýt chút nữa anh ấy đã được một vé về gặp các cụ. Chẳng mấy khi Toriko mới mời Sunny ăn bữa cơm, cơ mà ăn xong thì anh đứng dậy quay đít bỏ đi để thằng bạn ở lại thanh toán tiền cơm. Ngày hôm sau Toriko đã lên đường đi tới thế giới Gomet vùng đất này có khác biệt rất lớn về độ cao của mực nước biển so với thế giới loài người. Mỗi năm có cả ngàn người muốn chinh phục thế giới Gomet nhưng bọn họ đã không bao giờ quay trở lại. Toriko nhanh chóng lao mình nhảy xuống dưới, nào ngờ anh lại đụng phải một con khí long khổng lồ cấp độ không rõ nhận thấy có kẻ xâm phạm lãnh thổ hí long lập tức tấn công toriko khiến anh bị thương nặng và rơi xuống vách núi may mắn cơ thể của toriko vượt xa người thường nên anh vẫn còn sống chỉ là toàn thân của anh đã đau đến mức không thể cử động được đúng lúc này trong rừng lại phát ra những tiếng gầm gừ của một con quái thú nào đó thì ra là một con hổ ba đầu cấp độ không rõ đời đã đen lại còn lắm lông hết hổ ba đầu lại tới thêm một con đế vương đại địa cũng nguy hiểm không kém anh bên nhà ta đúng là số nhỏ quá mà cũng may là hai con này mải bem nhau nên Toriko đã nhân cơ hội chim én anh đi tới một rừng cây xương rồng siêu to khổng lồ. Nơi này nóng như chảo lửa mồ hôi của Toriko vừa mới chảy xuống đất đã bị bốc hơi trong nháy mắt. Anh muốn uống nước trong xương rồng nào ngờ cái cây lại biết tự vệ đã trưởng anh một cú bay cả trăm mét. Tiếp đó bầu trời đột nhiên đổ mưa, từng hạt mưa khổng lồ rơi xuống như muốn nghiền nát cơ thể của Toriko thế giới này thực sự là một địa ngục cơn mưa qua đi thì lại đến quái vật xuất hiện nhưng lúc này Toriko đã quá mệt mỏi không còn đủ sức để tự vệ cũng may là trong thời khắc nguy hiểm một ông chú đã xuất hiện trước mặt Toriko hai tay ông ấy cầm hai cái trích điện một mình ông chú cân cả bản đồ quái vật gặp ông cũng phải gọi bằng bố Toriko ở một bên chỉ biết đứng nhìn ông chú này là ai mà lại bá đạo như vậy quái vật gặp ông cũng phải tắt điện con nào dám bố láo sẽ bị ông dùng chích điện giật cho lòi mắt thậm chí cả con hổ ba đầu và đế vương đại địa khi đối mặt với ông chú này cũng phải chịu thua không dám bật lại là biết cái trình như nào rồi thì ra ông chú này chính là ông già tóc bạc đã từng được Toriko tặng rượu trong chuyến đi săn cá nóc nhà táng. Ông già nói với Toriko thực lực của anh còn quá yếu để tiến vào thế giới Gomet. Ông ấy chỉ cần đi vài đường cơ bản thì Toriko đã xanh cỏ từ lâu rồi trọng lực ở nơi này rất mạnh do đó cơ thể sẽ cảm thấy nặng hơn hàng chục lần so với khi ở trên mặt đất. Hơn nữa lượng oxy trong không khí ở đây cũng rất thấp nếu như không quen sẽ cảm thấy bị đau đầu và chóng mặt. Môi trường khắc nghiệt như vậy chính là nguyên nhân đã tạo nên các loài sinh vật và thực vật có sức sống mãnh liệt vượt xa thế giới loài người. Cuối cùng ông già còn nói với Toriko thứ mà anh cần không phải sức mạnh mà là một người đồng đội có thể tin tưởng cùng nhau sát cánh. Đối với Toriko, người đồng đội hoàn hảo nhất chính là cô Masu, người đã luôn đồng hành cùng anh trên con đường săn tìm ẩm thực. Lúc này cánh cụt con đang thư giãn trong hồ bơi. Ở trên bờ cô Matsu đang cắm nồi cơm dâu tây và làm món thịt bò bít tết để chuẩn bị ăn cơm. Thịt bò nấu vừa chín tới ăn rất mềm mà không bị dai. Bắp ngô đùi gà ăn ngon như thịt gà nhưng đỉnh nhất vẫn là món cơm dâu tây chua chua ngọt ngọt tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ của trái cây. Cánh cụt con cũng được ăn ké toàn sơn hào hải vị có con Sen làm đầu bếp đúng là sướng thiệt chớ. ăn xong Toriko hỏi cô Masu có muốn cùng anh đi đến thế giới Gomez để tiếp tục hành trình săn tìm ẩm thực nào ngờ sau đó một âm thanh vỡ vụn vang lên con dao làm bếp của cô matsu đã bị hỏng trong lúc nấu ăn mặc dù con dao này chẳng đáng là bao nhưng nó đã theo cô matsu từ lúc mới bước chân vào con đường đầu bếp nên nó mang ý nghĩa rất lớn đối với cậu toriko chợt nhớ lại danh sách những nguyên liệu cần phải thu thập mà bố già đã đưa cho anh trong đó có một nguyên liệu gọi là bụi sao mèo nếu như nguyên liệu này được dùng để chế tạo con dao làm bếp mới cho cô matsu thì nó sẽ cực kỳ sắc bén nghe nói melk là nghệ nhân làm dao giỏi nhất trên thế giới ngày hôm sau hai người đã lên đường đi tìm ông ấy cơ mà melk cần sự riêng tư nên ông ấy đã bao cả ngọn núi rồi xây nhà ở trên đỉnh núi cao vạn trượng để sống tách biệt với thế giới loài người komatsu và toriko muốn leo lên đỉnh núi cũng phải mất khá nhiều công sức dọc đường hai người phát hiện một đàn chim cá mực toriko lập tức bắt vài con để nướng lên ăn mặc dù là thịt chim nhưng lại ăn giống như vị của hải sản Trải qua một ngày leo núi thì sáng sớm hôm sau hai người đã trèo lên đỉnh và thấy được lò rèn của Melk. Lúc này phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện một con quái vật đó là một con giáp hầu cấp 22. Nhưng còn chưa kịp tấn công hai người thì nó đã bị lộ hàng nên đành phải nhảy xuống núi để chim én. Hóa ra một thanh niên cầm dao đã ra tay đánh đuổi con giáp hầu, cậu ta còn tự nhận bản thân chính là nghệ nhân Melk trong truyền thuyết cơ mà Toriko và Komatsu cảm thấy khá bất ngờ khi Melk lại còn trẻ và đẹp trai như vậy họ cứ tưởng cậu xấu như chó nên mới tránh mặt người đời Melk dẫn hai người vào tham quan xưởng làm dao của mình trên tường treo rất nhiều lưỡi dao và nguyên liệu quý hiếm rất khó tìm được trong tự nhiên giá của chúng không hề rẻ một con dao tầm trung đã có giá lên tới 5 củ tương đương với một sách trong lúc vô tình Komatsu đã va vào giá đỡ khiến một con dao rơi xuống cũng may là Toriko kịp thời kéo cậu ra không thì cậu đã được ăn chuối xanh cả nải con dao sắc bén tới mức cắm sâu vào sàn nhà bằng đá, Meo tiết lộ con dao này được làm từ răng của một con cá mập chiến binh cấp 55. Tuy nhiên Toriko lại có cảm giác Meo đang cố gắng che giấu một điều gì đó nên anh đã gạ cậu ta solo một trận so tài kỹ năng để xem cái trình. Tiếp sau đó cả hai đã có một màn đọ sức với nhau, quả nhiên không ngoài dự đoán Meo đã bị Toriko đánh bại chỉ trong một thời gian ngắn. Từ chuyện này Toriko càng chắc chắn rằng cậu ta tuyệt đối không phải là nghệ nhân mài dao giỏi nhất thế giới trong truyền thuyết. Lúc này cậu ta mới tiết lộ sự thật, Melk là sư phụ của mình còn cậu ta là thế hệ thứ hai hay còn gọi là đệ nhị. 6 năm trước Melk đã lên đường đi tìm nguyên liệu thô để làm ra những viên đá mài dao chất lượng từ đó ông ấy không bao giờ quay trở lại nữa. Cô Matsu ngỏ ý muốn nhờ đệ nhị chế tạo một con dao cơ mà cậu lại phán một câu muốn làm một con dao tốt phải mất thời gian ít nhất là 3 năm. Nhưng nếu như đệ nhị có được nguyên liệu bụi sao Melk thì quá trình này sẽ được rút ngắn đi rất nhiều. Tương truyền nếu dùng đá mài được làm từ bụi sao meo thì sẽ tạo ra được lưỡi dao sắc bé nhất trên đời này. Ngoài ra thì bụi sao meo cũng là một loại nguyên liệu nấu ăn rất ngon vì thế nó còn có thể dùng làm gia vị cho thức ăn. Nếu như đệ nhị có được một viên đá mài được làm từ bụi sao meo thì cậu có thể tạo ra con dao làm bếp tuyệt vời nhất. Mục tiêu của đệ nhị chính là muốn trở thành một nghệ nhân mài dao vĩ đại giống như sư phụ của mình. Cơ mà Toriko cảm thấy đói bụng nên anh đã tạm dừng cuộc nói chuyện để ra ngoài săn mấy con thú ngon ngon về mần thịt. Bữa tối hôm nay có món thịt chim cá mực, salad rau trộn và một nồi canh hải sản hầm nấm ăn rất là ngon, mỗi người đớp hết 5 6 bát cơm. Cách đây khoảng 30 km về phía bắc có một khe nứt sâu không thấy đáy là nơi đã sản sinh ra bụi sao meo, Toriko quyết định đi xuống bên dưới để tìm bụi sao mèo Đệ Nhị có chút lo lắng vì khe nứt đó rất nguy hiểm nhưng Komatsu lại bảo cậu cứ yên tâm vì Toriko rất mạnh không ngán bố con thằng nào. Đệ Nhị còn có pet là một con khỉ ma cà rồng cấp độ 30. Nhiệm vụ của nó là đi ship hàng cho khách lúc nào rảnh rỗi thì nó lại bay lên tổ của mình. Ngoài ra nếu khách hàng có nhu cầu muốn thuê đệ nhị mài dao thì họ sẽ gửi các lưỡi dao bị cùn cho khỉ ma cà rồng để nó mang về cho đệ nhị. Nhóm khách hàng quen thuộc của đệ nhị thường là các đầu bếp nổi tiếng trên thế giới. Chỉ cần nhìn vào con dao làm bếp đệ nhị sẽ đoán được tính cách của người đó. Phong cách khác nhau của người đầu bếp được thể hiện thông qua con dao mà họ sử dụng dù chỉ là một vết nước rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới việc nấu nướng. Đệ nhị bắt đầu mài dao âm thanh vang lên trong trẻo. Tuy nhìn thì rất đơn giản nhưng cậu phải tập trung tất cả tinh thần của mình vào mỗi lần mài. Đời nghệ nhân khó nuốt hơn quý vị nghĩ rất nhiều. Hãy nếm thử bốn chữ mài dao trên đớ, nếm nó đi để biết được nó là cái gì. Lúc này bên dưới khe nứt, Toriko đã đi xuống độ sâu hơn 10.000m so với mặt nước biển. Bỗng chốc có tiếng gầm gừ vọng ra bên trong hang động nhanh chóng xuất hiện một đôi mắt đỏ rực. Đây là một con quái thú hai đầu cấp 44. Thì ra trong lúc vô tình Toriko đã tiến vào tổ của nó anh lập tức bị đám quái vật bao vây bốn phương tám hướng. Bọn chúng đồng thời phát động công kích nhưng Toriko đã né được. Dựa vào khả năng quan sát hình dạng của kẻ thù, sự co thắt của cơ bắp và chuyển động giữa các khớp xương anh đã nắm được cách thức tấn công của bọn chúng và tránh được tất cả. Tuy nhiên thì số lượng của đám quái vật quá đông nếu như chỉ né tránh sẽ khiến thể lực tiêu hao nhanh hơn. Toriko đã cải tiến tuyệt chiêu giao dĩa song thủ sang trạng thái phòng ngự khiến lũ quái vật không thể phá được. Sau đó Toriko đã thành công vượt qua lãnh địa của bọn chúng và tiếp tục xuống sâu bên dưới. Một ngày nữa đã trôi qua, đệ nhị vẫn bận rộn với công việc cậu đang rèn một con dao làm bếp. Sau khi đập thành hình và cho vào nước lạnh thì cũng mới chỉ được 50%. Bước quan trọng nhất chiếm một nửa sự thành công của con dao là quá trình mài dao. Trong đó lại chia ra 3 giai đoạn viên đá thô giáp để mài giai đoạn đầu, viên đá trung bình để mài giai đoạn giữa và viên đá có kết cấu tinh vi nhất sẽ dành cho giai đoạn hoàn thiện. Đớ cũng có nhiều loại đớ giít đớ rát, Lúc này cô Masu vừa mới tắm xong nên cậu chỉ mặc mỗi một cái quần lót để nhị nhìn thấy cảnh này không hiểu sao lại đỏ mặt xấu hổ. Bên dưới hang động Toriko đã xuống đến độ sâu 30.000 30 mét. Trọng lực ở đây không chỉ làm cho cơ thể của anh trở nên chịu nặng mà sức ép tinh thần cũng ảnh hưởng tới hoạt động của não bộ. Anh cảm thấy đầu óc ngày càng chóng váng vì não không đủ dưỡng khí máu đã bị dồn hết xuống chân. Cũng may là Toriko đã có một thời gian rèn luyện trong điều kiện khắc nghiệt nên rất nhanh cơ thể của anh đã tự điều chỉnh để thích nghi với môi trường. Anh còn nghĩ ra phương pháp cuộn mình lăn xuống bên dưới giống như một cục đá thì máu sẽ không bị dồn xuống chân nữa. Sau khi xuống đến nơi tận cùng của khe nứt Toriko đã tìm thấy một đàn cua hồng ngọc cấp độ 46 thịt của bọn này ăn rất ngon. Đúng là hên thiệt chứ đang đói thì lại được một bữa no. Ở một nơi khác cô Masu không ngủ được, cậu đã thức dậy nấu canh cho đệ nhị tầm bổ dù sao cậu ta cũng đã vất vả làm việc cả một ngày. Nào ngờ khi mang thức ăn đến cho đệ nhị cô Masu đã phát hiện một sự thật chấn động, Đệ nhị vậy mà lại là một cô gái làm thanh niên cũng được rửa mắt một phen. Lúc này Toriko đang thưởng thức thịt cua hồng ngọc hương vị của nó còn ngon hơn cả thịt cua hoàng đế. Sau khi anh hút xong đàn cua thì một con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ phía sau. Đây là một con trâu bọ cạp cấp 53 độ gấu không phải dạng vừa. Tiếp theo lại có thêm một người đàn ông xuất hiện. Ông chú chỉ cần giơ tay một cái là con trâu bọ cạp lập tức liền đứng nghiêm túc để chào đại ca. Sau đấy ông chú còn muốn nói với Toriko một điều gì đó cơ mà ông chú nói nhỏ quá nên anh nghe không rõ. Thế là con trâu bọ cạp lại phải chạy đi lấy cho ông chú một viên đá có tác dụng phóng to âm thanh nên Toriko mới nghe được tiếng nói của đối phương. Bên này đệ nhị vừa ăn vừa tâm sự với cô Matsu. Cô ấy vốn là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ được sư phụ tìm thấy và nuôi lớn. Đối với đệ nhị Melk không chỉ là sư phụ mà ông ấy còn giống như một người cha. Sau này đệ nhị phát hiện mình rất thích ngắm nhìn sư phụ mỗi khi ông ấy mài dao và từ đó trong lòng đệ nhị đã nuôi ý chí trở thành một nghệ nhân làm dao vĩ đại giống như ông ấy để bước tiếp con đường của ông. Mỗi năm có cả hàng trăm người tìm đến Mel để bái sư học nghệ nhưng không một ai trụ được quá ba ngày. Chỉ có thể nói là tiêu chuẩn lựa chọn đồ đệ của ông ấy quá cao không một người nào có thể đáp ứng được. Mặc dù đệ nhị đã chăm chỉ học tập và rèn luyện mỗi ngày thế nhưng cô vẫn chưa từng được chấp nhận bởi sư phụ. Lúc này Toriko đang đi theo người đàn ông bí ẩn cùng với con trâu bọ cạp trở lại hang động của ông ta. Nơi đó đang tỏa ra ánh sáng chói mắt, thì ra bên trong lại là một kho chứa vũ khí chất lượng của bọn chúng đều đạt tới đẳng cấp thần binh. Viên đá mà ông chú đang dùng gọi là đá nói, nó được tìm thấy bên trong thanh quản của loài kền kền đá. Viên đá có tác dụng vọng lại những âm thanh xung quanh bằng cách khuếch đại chúng lên vài lần. Vì giọng nói của ông chú rất nhỏ nên một khi không dùng viên đá thì Toriko cũng chẳng nghe được gì cả. Thế là Toriko đành phải làm viên đá thành dây chuyền đeo lên cổ ông ta chứ nói nhỏ thế bố ai nghe được. Hóa ra thân phận của ông chú này chính là Melk, nghệ nhân làm dao vĩ đại nhất trên thế giới. Nghe Toriko kể lại thì Melk mới biết Toriko là người quen của đệ nhị khi ông ấy rời đi 6 năm trước đệ nhị mới chỉ có 15 tuổi. Năm xưa Melk đã nhận được yêu cầu làm một con dao phải cần đến một lượng nguyên liệu rất lớn và nó cũng mất rất nhiều thời gian để hoàn thành vậy nên ông ấy vẫn chưa thể trở về nhà được. Sau đó Melk đã dẫn Toriko đến một khu mỏ phát sáng đây chính là bụi sao Melk trong truyền thuyết. Lấy được bụi sao Toriko lập tức trở về nhà, anh đã thành công mang về những hòn đá có thể mài được bất kỳ loại vật liệu nào trên thế giới. Đệ nhị đã đồng ý chế tạo một con dao làm bếp mới cho cô Masu. Cô ấy đã chọn vật liệu là chiếc răng nanh của một con rồng cổ đại đã sống 10.000 năm về trước. Với viên đá mài được làm từ bụi sao, quá trình mài răng của một con rồng từ 3 năm sẽ được rút ngắn lại chỉ còn một ngày đây chính là sức mạnh của loại đớ truyền thuyết sinh ra để mài dao. Đệ nhị còn muốn nung chảy lưỡi dao bị gãy của cô Masu để dung nhập vào lưỡi dao mới vì cô đã cảm nhận được. Lưỡi dao này đang muốn nói rằng nó vẫn có thể làm việc được và nó không muốn bị biến mất. Trong khi cô Masu và đệ nhị đang bận bàn câu chuyện thì Toriko ở một bên lại ngồi ăn vụng gia vị tẩm đớ. Anh tưởng đây là bột canh hảo hảo sao. Nhờ có những viên đá mài mà Toriko đã mang về nên đệ nhị chỉ mất đúng một buổi sáng để mài xong lưỡi dao. Đệ nhị cho lưỡi dao bị gãy của Komatsu vào lò than để nung nóng sau đó cả hai lưỡi dao sẽ được hợp nhất và trở thành một con dao hoàn toàn mới. Trong lúc Toriko và Komatsu đang tắm nước nóng thì một vệt đao khí từ đâu xuất hiện đã cắt đôi bồn tắm. Đó chính là dấu hiệu của thần binh xuất thế, đệ nhị đã thành công chế tạo con dao làm bếp vì quá hưng phấn hai thanh niên đã vui đến mức quên cả mặc quần để cho họa mi tung bay trong gió khiến đệ nhị phải che mặt đi vì xấu hổ cơ mà như này đã là che mặt giữ chưa liêm sỉ tí đi chị ơi cô Su lập tức đi xuống bếp tìm một hạt sẻ siêu to khổng lồ vài ngày trước chính là thứ này đã khiến cho lưỡi dao của cậu bị gãy khi cậu cố cắt nó ra nên độ cứng của nó là điều không phải bàn cãi tuy nhiên với con dao mới được làm từ răng rồng cô Su chỉ đi cần một đường đã bổ đôi hạt sẻ siêu cứng dùng nó để cắt thịt thành lát thì siêu siêu mỏng đừng để mấy bà bán hủ tiếu nhìn thấy con dao này. Cô Master dùng con dao để chuẩn bị nguyên liệu vô cùng dễ dàng, chờ lâu đói quá nên Toriko lại ngồi ở một bên ăn vụng gia vị bụi sao. Bữa tối cô Masu đã làm một cái bánh pizza phô mai full topping. Khi rắc thêm gia vị bụi sao cái bánh lập tức tỏa ra hương thơm mê người đúng là gia vị được làm từ đớ nên ăn cuốn như tầm nớ. Sau khi cô Masu có được con dao làm bếp cho riêng mình, Toriko đã rủ cậu cùng với hai anh thiên hoàng khác đi du lịch trên một chiếc du thuyền siêu to khổng lồ nhưng được kéo bằng hai con ngựa trên đường dây ảo thật đấy mọi người ạ. À. Bằng một cách nào đó mà băng nhóm đầu gấu cùng với nữ phóng viên Tina cũng đã lẻn được lên chiếc du thuyền này. Trên thuyền phục vụ món sushi rất ngon, cá thì được thủy thủ đánh bắt ngay tại trên thuyền nên miếng sushi vẫn giữ được vị ngọt nguyên bản của con cá ngon quá trời. Cơ mà các anh đầu gấu lại không thích ăn cá sống, mì tôm hảo hảo vẫn là chân ái. Buổi tối trên thuyền tổ chức dạ tiệc cho quan khách cơ mà Toriko cũng không mấy quan tâm cho lắm. Anh chỉ thấy nơi nào có đồ ngon là anh thịt luộc. Băng đầu gấu muốn tham dự buổi tiệc nhưng không mặc lễ phục nên bị mấy anh bảo vệ đuổi ra ngay và luôn. Về phòng Komatsu đã khoe con dao mới của mình với mọi người. Nó sắc bén tới mức chưa cần chạm vào đã cắt đứt sợi cảm biến của Sunny. Lúc này Toriko mới tiết lộ với mọi người rằng anh đang muốn tìm một loại nguyên liệu gọi là cola. Nhưng để tìm được thứ đó thì Toriko phải cần đến sự trợ giúp của một người khác. Hiện nay người đó đang bị giam giữ bên trong nhà tù Gomez lớn nhất trên thế giới. Người đó tên là Zebra và hắn cũng chính là thành viên cuối cùng trong hội tứ thiên hoàng. Nếu xét về thực lực thì Zebra được đánh giá là kẻ mạnh nhất và nguy hiểm nhất trong cả bốn người. Nghe thấy Toriko muốn giúp một người như vậy ra tù sớm hơn thời hạn, không phải nói nhiều Sunny và Coco lập tức từ chối sau đó Toriko và Komatsu đã bị đuổi xuống du thuyền cho cả hai quốc bộ. Mặc cho nhà tù đang còn cách xa hàng chục cây số nhưng Toriko đã cảm nhận được hơi thở của Zebra, đó là hơi thở của hủy diệt và tử vong. Bên trong nhà tù Gomez nguy hiểm nhất thế giới Zebra cũng đã cảm nhận được Toriko đang tới gần. Sau khi tiến vào hầm ngục, Toriko và Komatsu đã được chào đón bởi phó quản ngục Oban. Phó quản ngục tiết lộ nơi này còn có một tên gọi khác là nhà tù mật ong được xây dựng tận sâu bên trong lòng đất. Số lượng tù nhân tối đa mà nhà tù mật ong có thể chứa được là hơn 100 triệu người xung quanh được bao vây bởi những con quái vật vô cùng nguy hiểm nên tù nhân không dám chạy trốn. Thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng cuối cùng. Nhân viên làm việc ở đây mặt ai nhìn cũng uy tín quả nhiên là nhà tù Gomez nguy hiểm nhất thế giới. Phó quản ngục Oban dẫn hai người đến phòng thực đơn số 4, nhưng thực chất bên trong nơi này chính là dùng để hành hình tù nhân tùy thuộc vào mức độ tội ác mà bọn chúng đã gây ra. Nếu như phạm tội nhẹ thì tù nhân sẽ bị loại bỏ vị giác không thể nếm được hương vị thơm ngon của đồ ăn nhưng nếu phạm tội nghiêm trọng thì tù nhân sẽ bị phạt đồ ăn ngon trước mắt chỉ nhìn được mà không thể ăn được. Còn những kẻ đã gây ra tội ác không thể dung thứ thì chỉ được uống nước và bị bỏ đói đến chết. Cuối cùng Toriko và cô Matsu được dẫn tới phòng của ngục trưởng, không ngờ ngục trưởng lại là một con nhóc mặc đồ ong chúa. Thế nhưng lúc này trong mắt Toriko thì ngục trưởng lại là một em sinh tươi điện nước đầy đủ. Thì ra ngục trưởng có thể thôi miên người khác bằng cách tiết ra chất phê dô môn giống như ong chúa, Dựa vào khả năng này, Ngục trưởng có thể điều khiển bất cứ sinh vật nào mà cô ta muốn. Tuy nhiên có một người lại không hề bị ảnh hưởng bởi chất phê dô muôn của Ngục trưởng, người đó chính là Thiên hoàng Zebra. Cô Matsu tò mò hỏi Zebra đã phạm tội gì, Ngục trưởng trả lời bởi vì anh ta ăn quá nhiều đã khiến cho hơn 20 loài sinh vật quý hiếm bị tuyệt chủng. Sau đó Ngục trưởng đã dẫn hai người đi tới căn phòng đang giam giữ Thiên hoàng Zebra. Tay chân của Zebra bị trói bởi bốn con quái thú ở bốn góc nhưng đối với anh ta cũng chỉ là trò giải trí có thể thoát ra ngoài bất cứ lúc nào mà anh ta muốn. Tiếng gầm của Zebra đã khiến cho toàn bộ nhà tù cũng phải chấn động. Sau khi thoát ra ngoài Zebra đã nhìn cô Masu bằng ánh mắt thèm khát thấy vậy Toriko liền ngăn anh ta lại. Ngay khi hai anh thiên hoàng sắp lao vào bem nhau thì ngục trưởng đã thôi miên Toriko, cơ mà chiêu này đối với Zebra không có tác dụng con nhóc này nó đang làm cái gì thế. Ngục trưởng thông báo nhà tù Gomez sẽ chấp nhận thả tự do cho Zebra, với một điều kiện là anh ta phải bắt được 500 tên tội phạm đang bị truy nã và tìm ra 100 loại nguyên liệu nấu ăn mới. Bàn tiệc đã bị Zebra sơi hết chỉ trong 5 phút cảm thấy đói bụng anh ta còn muốn ăn thêm, thế rồi anh ta cứ nhìn cô Masu với ánh mắt thèm khát làm cậu rén cực mạnh. Lúc này phó quản ngục thông báo với mọi người quỷ lâm đã xuất hiện, đó là tên gọi của một con rùa rất nguy hiểm. Mỗi khi nó xuất hiện thì lũ quái vật ở xung quanh nhà tù cũng sẽ trở nên vô cùng hung dữ, rất nhanh bọn chúng đã bắt đầu cắn xé và ăn thịt lẫn nhau, mọi người gọi hiện tượng này là mùa săn tử thần. Quỷ Lâm mà bọn họ vẫn luôn nhắc tới chính là một con rùa dung nham cấp độ 70, đúng lúc vừa mới ăn xong Zebra cũng muốn vận động để tiêu cơm. Chỉ thấy Zebra nhanh chóng tụ khí đan điền không khí xung quanh toàn bộ đã bị anh ta hút vào trong bụng. Sau đó Zebra gầm lên một tiếng chấn động thiên khung khiếp sợ quỷ thần, cả lũ quái vật như bị trời giáng sấm chớp ngũ lôi oanh đỉnh. Tiếp theo Zebra lại sử dụng tuyệt chiêu đại bác siêu thanh thổi bay con rùa dung nham cấp 70. Cuối cùng ngay cả quỷ lâm trong truyền thuyết cũng không thể chịu nổi một đòn của Zebra. Bây giờ thì mọi người đã hiểu lý do vì sao anh ta lại được đánh giá là kẻ mạnh nhất trong hội tứ thiên hoàng. Ngày hôm sau Zebra đã đồng hành cùng nhóm Toriko và Komatsu đi tới vườn cắt sa mạc để tìm nguyên liệu mới. Chỉ có điều là Zebra luôn nhìn Komatsu rồi chảy nước miếng làm thanh niên cứ phải sống trong sợ hãi theo như lời kể của Toriko thì thứ gì mà zebra đã cảm thấy hứng thú thì anh ta sẽ tìm mọi cách để ăn bằng được và ăn cho đến khi nào tuyệt chủng thì thôi không có việc gì làm hai anh thiên hoàng lại gạ kèo đấm nhau cho đỡ chán đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi ngôi nhà bao đẹp cũng bị hai anh phá hỏng trao đổi chiêu thức xong hai người cảm thấy đói bụng nên đã bảo cô matsu xuống bếp làm vài món bưng lên để các anh nhắm rượu không thì anh sẽ nhắm luôn chú mày Cơ mà trong tủ lạnh chỉ còn lại đúng một miếng thịt duy nhất nên hai anh lại oánh nhau túi bụi để tranh giành thức ăn quả thật là hai thánh tham ăn mà. Cô Matsu đúng kiểu chán chẳng muốn nói luôn á thôi thì cậu cứ giả vờ như không nhìn thấy gì vậy. Một lúc sau cả nhóm đã đi tới vườn cát, nói là vườn cát nhưng thực ra nơi này lại là một thị trấn nhỏ. Đang đi thì nhìn thấy người lạ, Zebra lập tức nói với đối phương có món nào ngon mang hết ra cho anh người gì đâu cục xúc thiệt chớ. Tham ăn đến mức chấn lột cả người đi đường khiến cô Masu không khỏi hoài nghi nhân sinh đây thật sự là một trong tứ thiên hoàng sao. Trên đường bọn họ đã ghé vào một tiệm đá bào, đá lạnh chứ không phải đá kia nha mọi người. Hai người gọi hai cốc đá cát, loại đá không bị tan chảy khi trời nóng và lạnh hơn đá thường gấp trăm lần ăn vào thông mũi mát họng sảng khoái dài lâu. Sau đó anh bán đớ còn giúp đỡ mọi người chuẩn bị áo chống nắng và một số dụng cụ cần thiết để tiến vào sa mạc tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Tiếp tục đi sâu vào sa mạc, cả nhóm đã tìm thấy một ngôi làng. Ngay khi Zebra vừa xuất hiện anh ta đã được dân làng ở nơi này chào đón rất nồng nhiệt. Hóa ra nhiều năm trước nơi này từng xảy ra nội chiến và Zebra đã được phóng thích như một cỗ máy chiến tranh để quét sạch tất cả kẻ thù giúp người dân có được cuộc sống bình yên. Lúc này một con quái vật khổng lồ từ dưới lớp cát đột nhiên chui lên, đây là loài bọ cạp 8 đuôi cấp 23. Chỉ cần một giọt nọc độc trong đuôi của nó là đã đủ để có thể giết chết bất kỳ sinh vật sống nào. Con bọ cạp nhanh chóng lao tới tấn công một cô bé trong làng nhưng đã bị một trưởng của Zebra chặt thành ba đoạn. Thực ra con người của Zebra cũng không xấu luôn giúp đỡ kẻ yếu chỉ là anh ăn hơi tham với mỏ hơi hỗn chút xíu thôi, đó là lý do vì sao dân làng ở đây họ vẫn rất là quý anh. Dừng lại thăm hỏi mọi người trong làng một lúc, dân làng đã hào phóng tặng cho ba người hai con lạc đà tích trữ để họ di chuyển dễ dàng trong sa mạc. Những con lạc đà này có thể chứa một lượng nước lớn trong bướu của chúng khi nào cảm thấy khát mọi người chỉ cần vặn vòi nước thì sẽ có nước chảy ra nơi mà ba người muốn đến phải vượt qua sa mạc mê hồn trận hay còn được biết đến với cái tên nghĩa địa của thợ săn ẩm thực. Cả nhóm tiếp tục băng qua sa mạc, nhiệt độ cao nhất của vườn cát trong ngày có thể lên đến 60 độ nếu như không có lạc đà thì sẽ rất khó đi. Lúc này Zebra đang gặm đùi gà thì đột nhiên dừng lại vì anh cảm nhận thấy có một thứ gì đó đang tiếp cận mọi người hóa ra là loài cá mập cát sa mạc. Zebra chỉ cần gáy một tiếng là bọn chúng đã cảm thấy khiếp sợ phải chui xuống cát để chim é nhanh còn kịp. Toriko tiết lộ Zebra có khả năng giải phóng những sóng siêu âm mà con người không thể nghe thấy được. Zebra luôn biết cách tìm ra những âm thanh khiến kẻ địch của mình phải sợ hãi và anh ta sẽ phát ra những âm thanh đó để tấn công đối phương. Trải qua hành trình một ngày một đêm, cuối cùng cả nhóm đã đi đến sa mạc mê hồn trận. Lớp cát bên dưới bị mặt trời thiêu đốt có màu đỏ rực và nóng gấp nhiều lần so với cát của sa mạc bình thường. Bất ngờ một thứ gì đó đã khiến lạc đà sợ hãi khi mọi người bình tĩnh lại thì Komatsu đã mất tích thời khắc ba người vừa tiến vào sa mạc cũng là lúc mê hồn trận được khởi động dưới các nhanh chóng chui lên một con quái vật khổng lồ lúc này zebra lại bắt đầu hấp khí vào bụng sau đó phát ra làn sóng siêu âm xung kích bốn phía rất nhanh anh ấy đã tìm được vị trí của komatsu còn con quái vật sa mạc mặc dù rất mạnh nhưng gặp phải toriko thì cũng bị đấm cho không trượt phát nào có vẻ như hiện tại komatsu đã bị rơi xuống một hang động nào đó ở rất sâu bên dưới lòng đất bên này zebra và toriko cũng bắt đầu tiến vào trung tâm sa mạc mê hồn trận nhìn bên ngoài hai người bọn họ bước đi rất đơn giản nhưng chỉ cần đi sai một bước thôi thì bọn họ sẽ bị rơi xuống hố sâu vô tận một con cá voi cắt khổng lồ biết hai anh thiên hoàng đang đói bụng nên nó đã ngoi lên để cho hai anh thức ăn thấy vậy Toriko rất là cảm động anh đã làm món sashimi cá voi cắt đúng là một chú cá tốt bụng mà thịt lại còn ăn ngon nữa chứ thể lực của zebra còn mạnh hơn cả Toriko anh không cần phải thích nghi với sa mạc ngược lại sa mạc mới là thứ cần phải thích nghi với anh sau khi vượt qua sa mạc mê hồn trận Toriko và Zebra đã nhìn thấy một tòa kim tự tháp khổng lồ. Kích thước của nó phải lớn hơn gấp cả trăm lần so với kim tự tháp lớn nhất ở Ai Cập. Tuy nhiên thì Zebra lại nói rằng đây mới chỉ là một phần nhỏ của kim tự tháp Gomet mà thôi. Quét hình bên dưới lớp cát đang còn cất giấu một tòa kiến trúc vô cùng khổng lồ. Komatsu cũng đang ở tầng bên dưới của kim tự tháp. Ngay tại lúc này cậu đã tỉnh lại và bắt đầu đi dạo xung quanh để tìm kiếm lối ra. Cô Masu không may gặp phải một con quái vật khổng lồ nhưng nó lại cảm nhận được hơi thở của Zebra nên nó đã trốn mất tiêu không dám bật lại câu nào. Sau đó Zebra nói với cô Masu lúc về nhớ làm đồ nhắm cho anh nếu không thì anh sẽ nhắm luôn cả chú mày. Cái tâm anh tốt cơ mà cái mỏ của anh nó lại hỗn thiệt chớ. Sau khi xác nhận cô Masu tạm thời đã an toàn Zebra và Toriko cũng bắt đầu tiến vào bên trong kim tự tháp. Một con quái vật bất ngờ chặn đường hai người cơ mà nó không biết được hai người đang đứng trước mặt của nó lại là hai chiến thần ăn nhậu, gặp phải chấn bé đù và cái kết là hai người đã được một bữa no. Một lúc sau cả hai đã tiến vào mê cung kim tự tháp cứ mỗi vài phút thì nó sẽ thay đổi vị trí một lần. Toriko phát hiện Zebra đã có chút kiệt sức, anh đã sử dụng sóng âm quá nhiều để vận dụng chiêu thức đó cần tiêu tốn hàng triệu đơn vị năng lượng kilocalor. Gặp phải một con kỳ lân ba đầu cấp 60 Toriko đã chủ động xuất kích để cho Zebra ở phía sau hồi phục thể lực. Nhưng khi nhìn thấy Toriko sắp bị quái vật tấn công thì Zebra cũng bất chấp nguy hiểm thay anh chịu đòn. Nhanh chóng tập trung sức mạnh vào bàn tay anh đã tung một đấm khiến con kỳ lân ba đầu bị đánh bay vào tường. Cơ mà sau khi đánh bại quái vật thể lực của Zebra đã bị tiêu hao toàn bộ khiến anh tạm thời không thể nói được. Lúc này bên dưới kim tự tháp Gomet, Komatsu đã phát hiện ra một dấu chân vô cùng quen thuộc. Đây chính là dấu chân của sinh vật bí ẩn đã từng xuất hiện ở trên vườn rau thiên đường trở lại phía trên hai chiến thần đã chén sạch con kỳ lân ba đầu tuy nhiên năng lượng được bổ sung vẫn chưa đủ để zebra khôi phục thể lực thậm chí là mới chỉ lấp đầy 2% năng lượng nếu xét về khả năng tích chữ calo thì cơ thể của zebra phải mạnh gấp 1,5 lần so với torico nhưng hiện tại zebra đã bị khóa mõm cực mạnh anh không nói được nên chỉ có thể dùng tay để ra hiệu buồn thiệt chứ phần bốn đến đây là hết rồi cảm ơn mọi người đã ủng hộ gấu xàm và bộ phim thánh tham ăn cuộc hành trình của nhóm Toriko ở bên dưới kim tự tháp sẽ diễn ra như thế nào mời các bạn đón xem ở tập tiếp theo nhé xin chào thân ái và quyết thắng